Đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xin thị gia cho nên ra tham xin thăm anh cư, xin thăm anh cư, xin thăm anh cư đăng phá lăng e ta smin rát ta na ta ya smin châm bá cha đà na chê ta su. Cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con trong ngày hôm nay ạ. Tiếp theo con xin được hồi hướng đến chư thiên. A ca sa tha cha phù ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhang nô anu mô đăng thu chi răng rắc khang thu sa sa năng. A ca sa tha cha phù ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhang nô anu mô đăng thu chi răng rắc khang thu nô ga ru. A ca sa tha cha phom ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khang tu nhà ta vô. A ca sa tha cha phom ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khang tu ba ni nô. A ca sa tha cha phù ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khang tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Răng kinh chi cú sa la cầm măng cát táp bằng kỳ ri dăng ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng. Dê sa ta sanh ni nô a thi dê cha sa ta a sanh ni nô ca tăng bùn nhát pha lăng mây hăng. Sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su vi đi tăng đình năng bùn nhát pha lăng ma già. Dê cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng. Sắp bê lô cầm hi dê sát ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nôn nhang phô cha năng sắp bê la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng, được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng vô nhà tỳ nằng hồ tu tà hồn tu nhà ta dồ, nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh.
Y đằng quá ta mề bồn nhằn à sa quá kha già quá hằng hồn túc. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bồn nhằn nít bà na sa bách cha dồ hồn túc. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo. Dạ, với những phước báu nào mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy ngũ giới, chúng con kính dâng đến chư thiên, nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến quý sư, quý cô tu nữ, và xin chia phước này đến quý Phật tử trong rung Phật giáo Nam truyền, mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với các Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Dạ, với những phước báo nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo và thọ trì quy giới ngày hôm nay, và nhất là trong các thời gian học pháp Phật, con xin chia sẻ với người dân thành phố Hồ Chí Minh, nhất là đến với những người đang nhiễm Covid, xin cho những vị ấy mau khỏi bệnh và xin cho đất nước Việt Nam mau chóng kiểm soát được cơn dịch này. Dạ, con kính lễ Sư Pháp Thanh ạ. Dạ, hiện giờ thì sư cũng đã vô lớp, cũng đã tới giờ của con xin được thỉnh Pháp Sư. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng con thực hiện nghi thức này. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacaloka thibati sahambati katang chali anthiwarang ayachatham santi thasat tap barachak khachati ka. Đế sê tu thăm măng à nụ căm bi măng ba trăng sạch thầm ma phê rinh quỳ na danh cha ca giang sụt tánh cha bần thăng à phi thăm ma chăm măng à cô ta danh tô tu sắc cha đằng đằng bạp bố tha này dê và ri sa và mạch trềm. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, nghi thức thỉnh Pháp Sư đã hoàn tất. Dạ, giờ này em xin chuyển mic đến cho chị Nhật Huỳnh để chị đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, em xin chuyển mic cho chị. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sức chịu nhu. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá. Nam mô Sang Kha dạ, còn thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được xin hiệu. Còn thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, cùng Tòa Pháp Thanh, cùng Chư Tân Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tăng quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con, để chúng con rất là thành kính tri ân Ngài. Mặc dù đường nét và máy Ngài có trục trặc, Ngài cũng cố gắng chạy vào để cho chúng con được truyền giới và chúc phúc.
Dạ. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính các mau xích kim nhung và thay mặt đạo tràng để bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Dạ, bây giờ con xin phép được đọc phần chánh văn. Cô Kinh Tương Ưng ạ. Dạ, con xin sám hối về đạo tràng. Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 2. Tương ưng thiên tử hai la mã phẩm cấp cô độc bài ba la mã đi kha lát thi. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Ra Chá Gá Há vương xá Trúc Lâm tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi thiên tử Đi Kha Lát Thi sau khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Ta Pa Na đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên thiên tử Đi Kha Lát Thi nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Với tâm tư giải thoát vị tỳ kheo tu thiền và với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện, sau khi biết cuộc đời sanh khởi rồi đoạn diệt, tâm thuần không chấp trước hưởng lợi quả như chân. Năm mô A Di Đà. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng đông rum thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa phát thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con nói hoài chắc con sợ bị đầy quá, sao mà con đọc cái phần kinh tương này con ít hiểu quá bạch sư. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư giảng dạy rộng rộng một chút để cho chúng con được hiểu cái pháp của cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Mà Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư được nghe được âm thanh con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính lễ các ngài, cầu mong các ngài pháp thể căn ngang. Chào tất cả quý tôn nữ, quý phật tử. Cầu chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui. Và trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, giảng giải câu Phật ngôn, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddha Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, đại diện tận vô minh và phiền não. Ngài đã bày gãy bánh xe sinh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật, ân đức Pháp bảo. Pháp bảo là phương lâm luân dược, năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm của hoàng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tăng Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, chúc tất cả quý tu nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, vượt qua chướng ngại khổ đau bệnh tật. Cầu mong tất cả đều được an vui, nỗ lực tu tập những điều thuận lợi tốt đẹp.
cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Thiện Vũ đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, thì mấy ngày nay đó, cái đường truyền của sư nó cũng hay gặp vấn đề, có cũng những lúc mà nó trục trặc, có nhiều lúc là cái đường truyền nó rất là yếu. Như hồi nãy sư muốn vô đó, nhưng mà quý vị biết không, nó cứ quay nó chạy cả mấy phút đồng hồ rồi mới vô được. Thành ra nếu mà trong lúc thuyết giảng có gì trục trặc thì kính mong chư tôn đức cũng như mà tất cả quý vị quan hỷ cho. Thì hôm nay chúng ta học cái câu phát ngôn thứ ba, đi khá lát thí. Thì đây là cái lời mà lời phát mà lời nói của một cái vị tư thiên. Nhưng mà với cái lời nói này đó, nó cũng nói lên được cái sự tu tập, cái sự giải thoát. Cho nên là Đức Thế Tôn muốn chấp nhận để mà ở trong các cái bài kinh. Cho nên là chúng ta nghe cái lời nói của cái vị chư thiên này, nói về cái vấn đề mà thực hành để có sự giải thoát. Với tâm tư giải thoát, vị tỷ kheo tu thiền và với lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện, sau khi biết cuộc đời sanh khởi rồi quả diệt, tâm thuần không chấp trước, thượng lợi quá như chơn. Thì đây đó, cái vị chư thiên này đã nói lên cái tâm tư của một cái vị tỳ kheo xuất gia tu tập trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vị này đã nhờ cái sự nỗ lực tu tập, mà trong đó cả thì định thiền tuệ, với cái tâm đó, cái vị này cái sự hướng đến cái gì, hướng đến cái ước vọng là đạt đến cái sự giải thoát. Nhờ có cái sự nỗ lực tinh tấn đó, cái tâm sở nguyện cầu mong đạt đến cái sự giải thoát đó, cái vị này đã thành đạt, đã thành đạt cái chí hướng, cái chí hướng là muốn giải thoát, thoát khỏi ra cái vòng quay sanh tử luân hồi. Với cái cầu mong ước vọng như vậy đó, vị này đã nỗ lực tu tập và thấy được cái thế gian này là gì. Tất cả thế gian này nó là sanh diệt không ngừng, tất cả ngũ uẩn luôn luôn là sanh diệt không ngừng, ngoài ra không có cái gì hết, nó là do nhân duyên các pháp nó hiện khởi, rồi do duyên thì các pháp nó tiêu hoại, tất cả đều là nhân là duyên. Đó, theo cái định luật luôn luôn là biến đổi không ngừng, sanh diệt, theo cái quy luật của nó, theo cái tiến trình nhân quả. Thì khi mà cái vị hành giả, cái vị tỳ kheo mà tu tập đạt đến cái trí tuệ, đến những cái kinh nghiệm để thấy được danh sắc nó luôn luôn sanh diệt, ngoài ngũ uẩn,
ngoài danh sắc ra là không có, phía sau cái đó nó không có một cái bản ngã, một cái linh hồn mà để mà chúng ta bám níu, chúng ta dính mắc. Cho nên nhờ cái trí tuệ với cái kinh nghiệm tu như vậy, cái vị này đoạn trừ được tất cả những cái dính mắc, cái chấp trước từ bấy lâu nay. Cho nên là cái vị này đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên khi mà một cái vị mà đạt đến cái trạng thái niết bàn thì từ thấp đến cao, vị mà đạt ra đến trạng thái niết bàn lần thứ nhất là đạt đến sơ đạo sơ quả, rồi đạt đến niết bàn lần thứ hai đạt đến nhị đạo nhị quả, đạt đến niết bàn lần thứ ba là tam đạo tam quả, và đạt đến cái cuối cùng tứ đạo tứ quả hay là quả vị a la hán, thì vị này hoàn toàn giải thoát. Vị này an trú trong cái thánh đạo thánh quả của mình, nhờ cái gì, nhờ cái thấy được cái chân đế, ngoài ra không có gì khác, ngoài ra không có gì mà ngoài khổ tập diệt vì đạo đó. Thì đó là cái ý tóm gọn trong cái câu Phật ngôn này. Thì ở đây nhập đề vô là đã nói với cái tâm tư của cái vị đã giải thoát rồi, nhờ có cái gì, nhờ cái vị này, vị tỳ kheo này tu thiền định theo cái ước mong tâm sở nguyện của cuộc đời đã đạt đến gì, đạt đến cái sự giải thoát. Rồi qua cái sự nỗ lực tu tập đó, vị này đã đoạn trừ được tất cả những cái sự chấp trước, sự dính mắc, sự chấp thủ. Cho nên là vị này không còn dính mắc ở trong những cái trói buộc của thế gian. Vị này đã đạt được đến cái sự giải thoát và đã hưởng được cái sự an lạc, cái sự giải thoát của các thánh đạo thánh quả, và nhờ thấy được cái chân lý tứ diệu đề, trong đó khổ, nguyên nhân của khổ, rồi trạng thái an lạc niết bàn, và những cái phương pháp thực hành để đạt đến cái sự giải thoát, đạt đến niết bàn cao tột. Thì tất cả các cái Phật ngôn chúng ta thấy rằng cái gì, cái mục tiêu tối hậu hướng đến là cái sự giải thoát. Ngoài ra không có gì hết. Thì quý vị thấy rằng á, ở trong thế gian này Đức Phật nói gì? Tất cả là khổ. Tất cả là khổ. Rồi cái gì đưa đến khổ là cái nguyên nhân hay là tập đế, tức là những cái nhân tích tập đưa đến cái khổ đau. Đó. Mà cái gì là cái nhân, tức là do cái tham ái, do tham sân si tạo ra những cái phiền não. Chính phiền não này đó nó dẫn dắt xui khiến chúng sanh thực hành gieo những cái chủng tử không tốt đẹp, vì đem đến cái cao quả khổ đau. Cho nên là phàm nhân Đức Phật nói là phàm nhân là chỉ quay cuồng ở trong hai cái khổ và tập. À,
cứ theo cái thường tình của thế gian, à, rồi say đắm đắm nhiễm chạy theo cái dục lạc ngũ trần, à, không phân biệt được được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, à, cho nên nói là phàm nhân là luôn luôn bị giam hãm, bị trói buộc ở trong khổ. À, cho đến khi nào nếu mà có một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian này, à, có giáo pháp mà cái đường lối tu tập để thoát khỏi, à, cái khổ đau, à, thì bậc chánh đẳng chánh giác các ngài sẽ giảng dạy những cái phương pháp, à, những cái cách thức từng bước thực hành để giải thoát ra, à, khỏi những cái trói buộc khổ đau. Đó. Cho nên nếu mà người có cái chí hướng, à, cái ước vọng, cái nguyện vọng là đi đến cái sự giải thoát, thì những người này đó sẽ hướng đến học tập, à, tìm hiểu giáo pháp, rồi thực hành, à, thực hành để từng bước trong cái sự nỗ lực của mình đó, thì các vị này sẽ từng bước nỗ lực để thực hành, để diệt trừ tất cả những cái chấp thủ, à, những cái dính mắc, những cái bám níu từ bấy lâu nay, à, thì nhờ có cái sự diệt trừ tất cả những cái mầm mống này đó, à, các vị sẽ đạt đến, à, sự giải thoát bằng cách thực hành, à, thiền định tuệ, à, chứng đạt các cái kinh nghiệm, à, để thấy được thế gian này là gì. Thế gian này là luôn luôn biến đổi, luôn luôn là sanh diệt không ngừng. Tất cả các pháp là luôn luôn là biến chuyển, sanh diệt. À, cho nên khi mà chúng ta thấy vậy, thấy tất cả các pháp, thấy được sự, à, tấu hợp cũng như tan rã của các pháp, à, thấy được sự hình thành, à, các cái tập khởi của ngũ quẩn, rồi đến một lúc nào đó đó cái ngũ quẩn này nó cũng tan rã tiêu hoại theo cái nhân cái duyên, theo cái định lực của vạn pháp, à, do đó mà chúng ta thoát khỏi ra những cái sự mê lầm tà kiến chấp thủ, à, thì chúng ta sẽ đạt đến cái sự an vui, à. Nhưng mà cái sự, cái nguyện vọng, cái sở nguyện này đó, chúng ta phải nỗ lực thực hành, à, chứ còn mà nếu mà chúng ta cứ ước vọng, à, chúng ta có cái nguyện vọng mà nếu mà chúng ta không có nỗ lực thực hành nữa, thì chúng ta không có đạt đến. Cho nên cái đường lối tu tập, cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác là chúng ta phải có cái nguyện vọng, à, rồi chúng ta phải cố gắng nỗ lực thực hành cái nguyện vọng đó ngay trong cái đời sống hiện tại này, à, chứ chúng ta không có, à, cầu khấn gian sinh, à, rồi cái nguyện vọng của mình nó sẽ thành hiện thực, điều đó là không thể có, à, cho nên nếu mà những chúng sanh nào muốn hưởng lợi của trạng thái an lạc an tịnh của thân tâm thì chúng ta phải cố gắng, à, nỗ lực thực hành,
theo lời dạy của Đức Phật. Từng bước chúng ta làm lắng dịu những cái phiền não ở trong nội tâm mình. Chúng ta thực hành các cái pháp mà đối làm cho những cái phiền não lần hồi được giảm thiểu, suy yếu, rồi đi đến diệt trừ, thì như vậy chúng ta sẽ được được cái quả an vui, cái hạnh phúc giải thoát. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái sự nỗ lực của mình đó để đoạn diệt tất cả những cái phiền não, những cái mầm mống, những cái điều kiện để mà dẫn dắt chúng sanh tái sanh, chặt đứt mọi cái sự ràng buộc, các cái thằng thúc, các cái triền phược mà bấy lâu nay nó trói buộc, nó giam hãm chúng ta trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Thì chúng ta phải nỗ lực để mà dung bồi cái trí tuệ mình, phải thấy được rằng cái gì, cái sanh thân tứ đại này nó là giả hợp của tất cả bốn thành phần đất nước lửa gió. Thì cái tứ đại này hay là cái thân ngũ quẩn này đó là điều kiện nhân duyên. Nhưng mà nếu mà chúng ta dính mắc chấp thủ vào cái thần tứ đại này, chấp thủ vào cái sở tri kiến, những cái hiểu biết của mình thế này thế khác đó, nó sẽ gì, nó là cái chướng ngại. Chính vì cái ngũ quẩn thủ hay là tri kiến thủ ở trong đời sống, nó là cái sự gì trói buộc chúng ta trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Cho đến bao giờ mà chúng ta diệt trừ, đoạn diệt được cái ngũ quẩn thủ, đoạn trừ được những cái sở tri kiến, để chúng ta thấy được đó là những cái tai hại. Chúng ta thức tỉnh, cảm thấy kinh sợ, nhàm chán, chúng ta muốn thoát khỏi ra cái thế gian đầy khổ đau này, thì lúc đó đó chúng ta mới có sự nỗ lực tinh tấn để mà quyết chí tu tập một cách mạnh mẽ, thì chúng ta mới đạt đến cái điều an vui. Còn nếu mà ngày nào mà chúng ta còn dễ vui, còn mong cầu thụ hưởng cái ngũ trần sắc thinh vị xúc, rồi còn chểnh mãn trong cái việc mà tu tập, trong việc thực hành giáo pháp, thì như vậy chúng ta còn khổ đau. Cho nên là Đức Phật khuyên dạy chúng ta đó, là chúng ta phải thấy được các cái hiện tướng ở thế gian này, từ đó để mà chúng ta cố gắng để mà nỗ lực tu tập. Tức là quý vị thấy rằng trong cái bài kinh gọi là những thiên sứ, những cái thiên sứ, cái tóc bạc, tóc bạc nó cũng là cái thiên sứ để báo tin là cái ngũ quẩn này, cái thân sắc này nó sắp sửa đi đến già cỗi. Cái bệnh tật cũng là cái thiên sứ, nó báo cho cái sự sắp sửa tiêu hoại của cái thân ngũ quẩn này. Rồi mình chưa chết nhưng mà mình thấy những cái người mà xung quanh mình chết,
À, cũng là cái thiền sứ nó báo cho mình á, thấy không? À, mà nếu mà mình không có nhanh chóng mình lo tu tập, mình lo chuẩn bị tạo trữ những cái hành trang tư lương à, cho cái sự ra đi của mình á, thì sao? À, đến lúc mà mình đi ra đi, mình đến cái thế gian này hai bàn tay trắng, rồi mình ra đi cũng trắng hai bàn tay à, thì như vậy nó uổng phí một cái đời sống ở trong thế gian này à. Bây giờ mình thấy à, ngay cái hiện tại này, bây giờ quý vị thấy không? Cái chết nó rõ ràng không phải dành riêng cho ai đó. À, cái định luật nhân quả nghiệp báo này nó không có từ ai hết à, từ những cái cung vàng điện ngọc cao sang quyền quý à, cho đến những cái hang cùng ngõ hẻm à, từ những cái người mà địa vị cao sang quyền thế cho đến những kẻ bần cùng à, là ai là đến lúc à, đến cái thời điểm à, nó đều phải ra đi à, đó, không có nói là người già cả lớn tuổi hay là trẻ thơ vậy ha. Cho nên là chúng ta từ cái chỗ đó chúng ta thấy rằng cái đời sống này nó luôn luôn là bấp bênh. À, nó là không có cái cốt lõi à, không phải là cái nơi để mà chúng ta bám níu à, từ đó mà chúng ta nên thức tỉnh à. Chứ còn nếu mà những cái hiện tượng, những cái thiên sứ này đó, người ta đã báo trước cho mình rồi mà mình không lo chuẩn bị à, thì chúng ta sẽ ra đi à, đến những cảnh giới nó không tốt đẹp à, cái đời sống tương lai à, sẽ tiếp tục mà khốn khó, thấy không? Đó, bây giờ mình biết mình sẽ chắc chắn mình phải đi đó, thì bây giờ những cái hành trang nào à, mình nên mang theo, rồi những cái gì mình nên bỏ lại à, mình chuẩn bị, mình sắp xếp đâu đó hết rồi. Khi mà nó đến gõ cửa, nó kêu đi là mình đi liền. À, mình không vướng bận, không dính mắc. Mình đã biết rồi. À, tất cả những cái gì nên bỏ lại thế gian này, trong cái kiếp sống này. Rồi mình biết những cái gì, những cái hành trang nào à, để sắp xếp, để đi đến cái tương lai à, khi mà chúng ta biết như vậy à, rồi chúng ta đã đi trong cái sự an ổn, cái tâm quân bình, chánh niệm tỉnh giác, thì chúng ta sẽ đến một cái tương lai tốt đẹp, an vui. Còn nếu mà chúng ta cứ mãi à, dính mắc bám chấp vào cái thân ngũ quẩn này, bám chấp vào tài sản thế gian à, bám chặt vào thân bằng quyến thuộc à, thì như vậy đó, chúng ta sẽ ra đi trong cái tâm hoảng loạn khổ đau à, thì chúng ta sẽ đến những cái cảnh giới không được tốt đẹp à, cho nên đó là chúng ta à, nhìn xa, mình phải nhìn thấy những cái thiên sứ, các cái hiện tướng nó báo xung quanh mình. Nhưng mà mình đừng có, bây giờ mình thấy những cái hiện tướng đó à, mình đừng có hoảng hốt sợ hãi à, buồn rầu uất ức khổ đau, không có đem đến lợi ích gì hết.
nhìn xa để mình thấy và mình nhìn gần trở lại, mình tự phản tỉnh, mình xem xét thôi. À, từ đó giờ trong cái đời sống mình đã đạt được cái gì? À, hồi đó là mình là phạm nhân, mà không biết gì hết. À, nhờ có mình học hỏi, tìm hiểu, à, mình trở thành cái người có quy y Tam Bảo, rồi mình đã tạo trữ những cái công đức, à, phước báo, những cái thiện pháp nào, à, trong tất cả những cái thiện pháp mà Đức Phật dạy, à, thập hạnh phúc là 38 điều hạnh phúc, mình thực hành được bao nhiêu, được mấy điều, à, rồi những điều nào mình chưa có làm được, à, thì như vậy á, à, chúng ta phải cà ráng cố gắng nỗ lực, à, làm, à, chứ còn cái thời gian á, là không còn bao lâu đâu. À, thì trong cái bài mà những cái bài động tâm á, à, Đức Phật đã dạy rồi, à, thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu. Khi tâm thức lìa bỏ rồi, à, thì thân này nằm trơ trên mặt đất như đống to tro tàn, tìm sự lợi ích cũng chó. À, cho nên là chúng ta muốn tạo trữ được những cái công đức phước báo là khi mà cái thân ngũ uẩn này, cái tâm thức nó còn, à, chúng ta còn phân biệt được điều thiện, điều bất thiện, những điều nào nên làm, những cái điều nào nên từ bỏ tránh xa. À, cho nên chúng ta phải nhanh chóng tạo trữ, à, các cái điều lành, điều thiện. Chứ còn quý vị thấy không? Một khi mà cái sự vô thường nó đến rồi, thì mình không có thời gian để mà mình tạo nữa. À, đó. Bây giờ á, quý vị thấy, nhìn thấy thế gian thấy gì chứ mà họ còn dễ vui lắm, không? Họ nghĩ ai chết chứ mình chưa chết. À, dịch bệnh thiên tai rẫy, nhưng mà sao nó cũng tổ chức sinh nhật sinh nhật rồi nhậu nhẹt rồi là xì ke ma túy rồi đủ thứ chuyện á, đâu có sợ đâu. Đó, thành ra chúng sanh nó mê lầm, nói ai chết chứ tôi chưa chết. À, tôi chưa chết đâu, tôi còn khỏe, cứ thoải mái, à, hưởng thụ dục lạc của thế gian, à, cờ bạc rồi nhậu nhẹt rồi á, tổ chức, à, xì ke ma túy đàn đúng đủ thứ chuyện á, nó đâu có sợ. À, chỉ có những người có trí tuệ, những người đã thức tỉnh mới cảm thấy kinh tởm, nhàm chán, ghê sợ thế gian này. Đó là người trí. Còn phàm phu nó mê lầm, nó say đắm, à, đắm nhiễm dính mắc trong cái đó. Cho nên là Đức Phật mới nói là có những hạng chúng sanh khi mà ý thức được, khi mà thấy được những cái thiên sứ báo đó rồi, phải ráng nỗ lực lo tu. Còn cái loại mà cuối cùng á, thì cái loại đó là sao? Coi như chừng nào chết chứ nhất định không có tu hành gì hết, thấy không? À, bây giờ còn khỏe mạnh, còn sức lực, à, thì ăn uống, à, cho thỏa sức, hưởng thụ cho thỏa sức, à, chứ không có tu hành, thấy không? Đó, thành ra đó, bây giờ chúng ta phải quay lại, phản tỉnh nhìn lại chính mình, à, xem xét chính mình, rồi chúng ta, à, cố gắng nỗ lực. Chứ còn bây giờ quý vị thấy không? À, quý vị đừng có cố gắng mà lo cho dù là thân bằng quyến thuộc của mình cũng vậy. À, mình khuyên nguyên nhủ
nhắc nhở, có nhiều khi nó còn không thích đó. Thành ra đó, thôi bây giờ mình nhớ cố gắng quay lại, mình xem xét chính mình, để mình ráng cố gắng nỗ lực để mà để gì, để chúng ta thấy được cái sự tu tập của mình có tiến bộ hay không có tiến bộ. Trước kia khi mình chưa biết hiểu biết Phật pháp, mình chưa thực hành cái các giáo pháp đó, thì cái tâm mình nó như thế nào. Rồi sau khi mà chúng ta có hiểu biết Phật pháp rồi, chúng ta có sự nỗ lực thực hành thì cái sự tiến bộ của mình đến mức nào. Thì cái công việc mà phản tỉnh, xem xét để chuyển hóa cái nội tâm này, là cái điều này là tự quý vị phải làm. Không ai làm thế cho quý vị được hết. Cho nên á, là cái việc này là cái việc mình phải làm nè. Cái việc mình phải lo nè. Chứ còn bây giờ á, cái chuyện mà giúp đỡ, hỗ trợ, khuyên nhủ người khác đó, mình cũng làm, mình cũng giúp người ta. Nhưng mà mình phải nhớ mình lo cho mình giúp cho mình bằng cách là mình phản tỉnh, mình xem xét những cái thiện sự nào, những cái thiện pháp nào mà mình đã làm được, còn những cái thiện sự, những thiện pháp nào mình chưa làm được, phải gấp rút, nhanh chóng làm mau. Chứ còn cái sự vô thường, cái sự vô thường là nó không có chờ ai hết. Cho nên là khuyên tu hẹn mốt, hẹn mai, rồi đến lúc mà thần chết cận kề rồi đó, thì lúc đó là chúng ta có hối quá thì cũng không kịp. Nam mô Bụt Thầy. Không biết là quý vị còn nghe rõ không ạ? Nam mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con nghe âm thanh của sư rõ mà con không thấy thư lại rời run rồi. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, thượng tọa Pháp Thanh có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Dạ, con kính nhân bạch thánh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Thầm Mà Giá. Nam mô Sằng Ca Giá. Dạ. Đơn giản rồi cái bắt đầu thấy cái màn hình nó nhảy tùm lum là sư biết rồi. Sư biết nó bị trục trặc, nó rớt mạng nè. Xin quý vị quan hỷ thông cảm ha. Thì đó, để quý vị thấy tất cả các pháp á, nó diễn biến không có như ý mình đâu, thấy không? Đó, nó muốn sanh là sanh, mà muốn diệt là diệt. Nó muốn thăng là thăng, mà nó muốn giáng là giáng. Nó muốn rớt mạng lúc nào là rớt, mà nó rớt rồi mình ráng mình lụm lên. Mình lụm lên rồi lát nó rớt nữa thì mình lụm lên nữa. Thì cuộc đời nó là như vậy đó. Bởi thượng tọa Bụt Chánh trong một cái bài pháp ấy, thượng tọa Bụt Chánh mới nói gì? Chúng ta tập làm cầu thủ chụp quả bóng cuộc đời, phải không? Cái cuộc đời này ví như là cái một cái trò chơi gì đó,
ha. Quý vị xem mà mấy người mà họ đá banh á, à, một người giữ ở trong cái khung thành mà tới mười mấy người á, nó muốn đá vô, à, thành ra đó cái quả bóng của cuộc đời này nó bất ngờ lắm, mình biết được, à, mình biết mặc dù mình á, sửa soạn, mình sắp xếp, mình chuẩn bị, à, như thế này, nhưng mà đó, khi mà cái pháp nó hiện khởi, không phải như cái ý mình sắp đặt đâu, là mình phải có cái sự chuẩn bị trước. Ha. Đức Phật dạy về cái chết, à, nhiều người nói là bi quan chứ không phải. Nếu mà mình không chuẩn bị cho cái chết nó xảy ra đó, thì mình dù có mình có né tránh, mình trốn chạy, thì cũng đến lúc nó sẽ xảy ra, à, mà nếu mà mình không có chuẩn bị thì khi mà nó xảy ra mình hốt hoảng, mình sợ hãi, à, cái tâm tư dao động rối loạn, à, thì lúc đó còn nguy hiểm hơn nữa. Mình nhìn thẳng vào cái sự thật, à, mình nhìn thẳng vào cái chân đế, cái điều chắc chắn nó phải xảy ra, là không phải là mình bi quan, à, còn những cái người mà họ né tránh là họ lạc quan, họ chủ quan, không phải, à, nhưng mà mình nhìn thẳng vào cái thực tại, à, để mình thấy được, để mình chuẩn bị, để mình lo cho những cái điều nào mà mình cần thiết. Đó, bây giờ một cái người mà họ bị chứng bệnh nan y, ông thầy thuốc, ông bác sĩ nói là bây giờ còn trong vòng có 7 ngày đó, à, còn trong vòng có 7 ngày đó, thì bây giờ mình phải lo cái gì, mình phải chuẩn bị như thế nào, à, mình sắp xếp công việc nó như thế nào, phải không? Chứ còn bây giờ người ta đã báo rồi, à, còn có 7 ngày nữa mà mình còn lo cái chuyện mà lo cho người này, lo cho người khác, à, rồi mình không lo cho chính mình, à, thì thôi, bây giờ cái thời gian nó gấp rút rồi, bây giờ mình quay lại, mình nên ráng cố gắng lo cho chính mình, à, thì như vậy nó sẽ tốt đẹp hơn. Chứ còn bây giờ á, mỗi người có cái duyên nghiệp riêng, à, mỗi người có một cái nghiệp lực riêng, à, bây giờ á, mình không có lo cho ai được đâu, mình ráng cố gắng mình lo cho chính mình bằng cách là ráng cố gắng làm được những điều lành, những điều thiện, những cái thiện pháp nào mà mình có thể làm được ngay lúc này, à, những cái chủng tử tốt đẹp mình có thể mình thực hành ngay trong cái giây phút này, ngay trong cái giờ phút hiện tại này, mình nhanh chóng mình làm, à, chứ còn đừng có chờ đợi nữa, à, thời gian nó rất là gấp rút rồi đó, thấy không? Vì thấy rằng cái thiên sứ bây giờ là nó báo và nó đầy hết trơn rồi đó, ha. Bây giờ mình nên cố gắng, à, nhớ lời Đức Phật dạy, dù lo cho người bao nhiêu, à, chớ quên phần tư lại, à, mình bây giờ mình lo cho thân bằng quyến thuộc của mình bao nhiêu đó, mình phải nhớ là mình quay lại, mình phản tỉnh lại, mình nhớ lo cho chính mình, à, mình đã chuẩn bị những cái hành trang, à, những cái tư lương nào, à, rồi những gì mình cần làm, à, mình phải nhanh chóng mà thực hành tất cả những cái ước vọng
à, những cái sở nguyện mình phải cố gắng mình làm ha. Cái còn bây giờ nếu mà mình chần chừ à, thì cái vô thường nó đến rồi đó, thì lúc đó là mình dù có mình có bám níu hay là mình luyến tiếc hay là mình trạo hối ăn năn gì nó cũng không có kịp à, cho nên là chúng ta phải nhớ à, luôn luôn à, phản tỉnh à, xem xét quay lại để lo cho chính bản thân mình à. Thì khi mà mình lo cho bản thân mình, không phải là mình chỉ à, sống cái đời sống là à, cũng như là để em nói gì đó à, mình lạnh lùng, mình à, bó hẹp trong cái đời sống của mình thôi, mình không cần biết, mình không đếm xỉa tới ai à, nhưng mà thí dụ trường hợp mình hỗ trợ, mình giúp đỡ à, thì cũng được, cũng tốt đó. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là chúng ta phải lo cho chính bản thân mình à, cái công việc này là mình phải làm nè, chứ không ai lo cho được à, cho chính mình đâu à, mà mình phải lo cho chính bản thân mình à, cái điều đó là cái điều hết sức quan trọng. Còn cái vấn đề mà trong điều kiện mình hỗ trợ, mình giúp đỡ à, người khác là cũng tốt, nhưng mà cái tối cần thiết, cái tối quan trọng là chúng ta phải ráng cố gắng nỗ lực lo cho chính mình à, bằng cách là gì? Bằng cách là thực hành cả cái pháp là bố thí, trì giới, tu tiến à, à, hồi hướng phước à, tạo trữ những cái công đức phước báo mà chúng ta có thể làm được à, thì đó là chúng ta à, lo cho chính mình à, tích góp tạo trữ những cái công đức phước báo à, những cái hành trang tư lương à, để chúng ta chuẩn bị à, trong ngày vị lai. Thì à, qua cái câu à, Phật ngôn thứ ba à, sư cũng hiểu biết chút ít thì xin chia sẻ với quý vị đôi điều à, với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể lăng an à, chúc quý tôn nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui à, cố gắng nỗ lực à, tu tập à, thực hành tạo trữ thật nhiều công đức phước báo ngay trong cái đời sống hiện tại này à, để làm hành trang tư lương à, và cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh à, an vui hạnh phúc, cầu mong cho tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những cái thiên tai dịch quả à, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức nhưng mời tất cả quý vị à, cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay à, xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính thỉnh sư pháp thanh nghỉ ngơi một chút một chốc lát ạ. Dạ con kính thỉnh sư. Dạ con thưa sư. Bài học ngày hôm nay của sư rất là hay, rất là thực tế. Con kính tri ân sư đã giảng giải cái bài pháp để cho chúng con hiểu hơn và cũng trong ngay trong cái cuộc sống hiện tại. Dạ, con rất là kính tri ân sư, thưa sư. Riêng đối với con, con thấy qua cái bài giảng của sư đó, thưa sư, con thấy con giống như một cái con ngựa mà ngựa lì rồi đó. Mặc dù là mình cũng có hiểu biết chút chút, rồi các quý sư cũng giải thích rất là nhiều, cũng biết là cuộc đời này vô thường, rồi cũng biết là mình còn đắm say trong dục lạc, mình còn chấp cái thân này, tức là mình chỉ hiểu phớt về về lý thuyết một chút ít ở bên ngoài, nhưng mà tận sâu bên trong của mình á, thì mình
chưa thấy được, mình chưa có cảm nhận được cái giáo pháp này. Đó. Riêng đối với bản thân con muốn là có một cái gì đó mà quất cho con thật đau, thật mạnh để cho con thấm sâu hơn được cái giáo pháp này. Con chỉ thấy được mình phớt phớt bên ngoài chứ chưa thấm được bên trong, thành ra mình vẫn còn đau khổ, còn chấp. Dạ, con cũng sẽ suy nghĩ nhiều hơn về bài pháp của sư, và con cũng sẽ cố gắng tu tập thêm để hiểu rõ hơn về lời dạy của Đức Phật cũng như là lời giảng giải của quý sư. Dạ, bây giờ con cũng đã thấy bàn tay của Hồng Mai. Dạ, xin mời Hồng Mai nha. Dạ, sa thú Hồng Mai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thâm, kính lễ sư Tuệ Đức, kính lễ các cô tu nữ, và kính chào đạo tràng. Dạ, thưa sư, bài pháp ngày hôm nay con rất là thấm thía và rất là hữu ích cho con. Trong cái hoàn cảnh này thì mình phải trở về chính mình, vì xung quanh chúng ta là thấy được sự vô thường nó là xuất hiện, là giống như những cái vị thiên sứ báo cho chúng ta biết rằng là thế giới này rất có nhiều đau khổ, và thấy sự chết là hiển hiện trước mắt. Và vì vậy khi mà trở về chính mình thì cái trong cái thiền thì giúp ích con rất nhiều. Nhưng bởi vì là một thiền sinh thì con phải hiểu về sự lợi ích mà pháp hành mình đang đeo đuổi mang đến cái lợi ích gì cho mình. Nhưng mà vì là như con biết thì để cho cái việc hành thiền của mình nó được phát triển thì mình phải, cái ngũ căn của mình phải là cân bằng. Nhưng vì cái tuệ mình chưa có, mình chỉ có cái ý thức, kiến thức ở ngoài thôi, cho nên không thể nào mà biết cách mà cân bằng cả năm căn. Vì như con biết thì nếu một căn quá mạnh thì sẽ làm suy yếu bốn căn còn lại. Vậy thưa sư, xin sư giải thích và cho con lời khuyên là trong việc thiền tập ạ. Dạ, con kính nhân đức cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Thì quý vị thấy rằng đó, cái sự tu tập mình đó, là để gì? Để thoát ra cái phiền não. À, cái phiền não là nó bủa dây, nó trói buộc, nó bám chặt mình từ lâu rồi. Ha. Rồi bây giờ đó, mình mới bắt đầu mình tập, mình mới bắt đầu mình học, mình mới bắt đầu mình thực hành tu tập. Do đó cái kinh nghiệm mà mình còn non yếu, phải không? Nó phải đi từng bước. Vì thấy rằng họ đi chùa, nhưng mà họ mới mà sơ cơ, họ chỉ đi dù làm công quả, cúng dường đồ chút đỉnh vậy thôi. Chứ còn mà kêu mà họ thọ trì tam quy, trình giữ ngũ giới là họ chưa có chịu. Thấy không? Vậy nó phải cái sự thực hành á, nó phải phát triển theo cái trí tuệ, cái từng bước theo cái sở nguyện của mỗi người. Chứ bây giờ là họ chỉ muốn là vô công quả, rồi quét chùa, rồi hộ độ chư tăng, rồi cúng dường, rồi vậy thôi. Chứ còn kêu họ vô mà quy, rồi học kinh, học kể, rồi không chịu. Không? Đó, thì cái gì đó nó, cái sự giác ngộ, cái sự hiểu biết, nó từ từ mình không có, mình không áp đặt được. Thường thường á, cái phạm nhân mình á, hồi đó đó thì mình chưa có hiểu, mình chưa có cảm thấy mình ghê sợ. Tới chừng mà mình thức tỉnh rồi đó, cái bắt đầu cái mình muốn tại gì á, cũng vậy. Nó đi từng bước chứ không có thể nào mà
mình muốn một cái là mình đạt được, phải không? Đó, thành ra đó, những cái người mà họ họ đưa ra cái chủ thuyết mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời là cái điều luận điệu đó nó không có đúng. Luôn luôn cái gì cũng phải đi theo cái trình tự của nó, nhân quả nó phải phát triển từng bước, không có vấn đề mà tự nhiên cái đùng cái mà nhảy lên đến đạt đến đạo quả, không? Đó quý vị thấy rằng á, cái mãnh lực của phiền não, của ái dục, nó rất là mạnh mẽ. Chúng ta bị trói buộc, trôi lăn trong cái dòng quay sanh tử này lâu hay mau là do cái mãnh lực của cái phiền não của tha mãi nè. Không? Tại sao mà cái đạo quả sơ đạo sơ quả mà không quá bảy kiếp, nhưng mà có những cái vị mà thánh nhân sơ đạo sơ quả tu đầu quần nhưng mà người ta chỉ có 6 kiếp thôi, không? Hoặc là có những vị mặc dù đạo quả sơ đạo đó nhưng mà có 1 kiếp thôi. Đó là do cái sự nỗ lực tu tập để mà diệt trừ cái phiền não, cái tham mãi. Bây giờ quý vị muốn chặt đứt một cái sợi dây nào đó, quý vị muốn đốn bỏ một cái cây nào đó thì gì? Cái dao, cái búa, cái gươm đó nó phải thật bén. Đó. Cái gì mà phải tái sanh mặc dù đạt đến sơ đạo sơ quả rồi đó. Nhưng mà còn phải tái sanh tới 6 kiếp nữa là gì? Là phải chặt 6-7 nhát. Cái gì nó mới đứt. Chặt 6-7 nhát cái cây nó mới ngã, không? Thì tại vì cái gươm của mình, cái dao của mình, cái búa của mình nó chưa có bén đó. Thành ra bây giờ đó, là chúng ta phải rèn luyện, phải mài cái gì? Mài cái trí tuệ của mình, phải dung bồi, phải mài sắc cái gươm trí tuệ của mình, phải mài sắc cái dao của mình, phải mài sắc cái búa của mình, bằng cái sự nỗ lực kinh nghiệm tu tập, phải dung bồi các cái tuệ, cái tuệ phân biệt danh sắc, phân biệt danh sắc, nhưng mà phân biệt danh sắc cũng phải chỉ biết danh là như thế này, sắc là như thế này. Đó, mình phân biệt được danh sắc để mình thấy được cái thân ngũ quẩn này nè, nó là do tứ đại hợp thành. Hay là ngũ quẩn, ngoài cái này ra không có gì khác. Nhưng mà đó, mình biết như vậy đó, nhưng mà mình có thoát ra được cái ngũ quẩn thủ chưa? Mình phải xem xét cái chỗ đó đó. Chứ còn cái vấn đề mà mình học, mình biết, rồi mình hành, mình cũng có kinh nghiệm, nhưng mà cái trí văn, trí tư của mình á, nó đủ sức để mà vượt thoát được cái mãnh lực của ngũ quẩn thủ, của cái tri kiến thủ chưa? Đó là cái điều, đó là điều quan trọng, thấy không?
Chứ mình đừng có nghĩ bây giờ là mình cầu mong cho cái kiếp này rồi xong rồi mình giải thoát, không phải được. Tại vì cái mãnh lực của phiền não, của chấp thủ nó còn mạnh lắm. Mình phải từng bước mình nỗ lực để mình diệt trừ nó, không? Phải chặt từ từ. Bữa nay mình chặt nó một chút, mai mình chặt nó một chút, mỗi người ngày mình chặt chút từ từ mới. Chứ không có mà chặt cái bụp là nó đứt liền, không? Quý vị thấy rằng á, các vị thánh A-la-hán á, các ngài cũng vậy, các ngài cũng phải nỗ lực tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp. Ngài phải trui rèn cái gươm trí tuệ của mình cho nó thật bén. Đó, kiếp cuối cùng mới đoạn trừ được tất cả phiền não, mới đạt đến cái sự giải thoát. Cho nên á, mình biết cái điều đó để mình phản tỉnh, mình thấy rằng á, mình còn non yếu lắm. Mặc dù là mình chứng kiến những người xung quanh họ già bệnh chết, những người thân trong gia đình mình già bệnh chết, rồi ngay chính bản thân mình cũng nhận thấy là sao, cái sắc quẩn này nó cũng đang tiến đến cái già, nó đang lão quá, nó đang tiến đến cái sự suy tàn, nhưng mà đó cái trí tuệ của mình á, nó có thấy nó nhàm chán cái thân ngũ quẩn này chưa, hay là mình biết vậy biết chứ mình còn cũng còn có ham thích, cũng còn dính mắc cái thân ngũ quẩn này đó. Cái điều đó là mình quan trọng, không? Mình đừng nóng vội, mình đừng có mong cầu là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, đạt đến đạo quả giải thoát ngay trong kiếp sống này. Tất cả các điều kiện quý vị nhớ rằng phải chuẩn bị, tất cả các điều kiện phải đầy đủ, những việc cần làm phải nỗ lực phải làm. Chúng có mà tự nhiên cái mình đạt đến được, không? Phải từng bước từng bước. Mình muốn thi tốt nghiệp là mình phải trải qua cái mười mấy năm học, phải chuẩn bị kiến thức đầy đủ đó, thì mình mới bước vào cái kỳ thi. Mình làm bài, mình giải đáp hết tất cả, đúng hết tất cả cái đề thi của giám khảo người ta đưa ra, thì lúc đó mình mới đạt đến được cấp cái bằng cấp mà đạt được về cái trình độ kiến thức học vấn của mình. Đó, còn đâu phải mình học mới có lớp 3, lớp 4 mình nhảy lên mình thi tốt nghiệp lấy bằng tú tài đều được. Thành ra mình biết vậy, cái định hướng của mình như vậy đó, mình ráng cố gắng, không? Giống như cô hồi nãy cô Kim Dung nói, mình biết nó vậy đó, nhưng mà mình chưa thoát ra được. Vì sao? Bị gì? Cái mãnh lực của cái luyến ái, phiền não nó còn quá mạnh. Mặc dù mình biết đó, nhưng mà cái tâm mình á, còn lo cho gia đình, còn lo cho quyến thuộc, nó mạnh hơn, không? Cho nên á, là nó lâu kéo mình đi. Mặc dù mình biết á, nhưng mà còn lo cho con, còn lo cho cha, cho mẹ, cho anh, chị, em, không? Mặc dù mình biết là tất cả là có cái nghiệp riêng, nhưng mà sao em mình mà nghe mà nó
nó vướng bệnh ra mình cũng lo lắng chứ sao. Không? Tại vì sao? Thật sự ra mình cái tâm mình còn phàm nhân, cái sự luyến ái, cái dính mắc, nó ngụy trang với gì? Cái tình thương, cái tình thương, cha mẹ, bổn phận của cha mẹ phải lo cho con cái mà, bổn phận của anh chị là phải cho em, lo cho em út là, không? Đó, nó nứt, nó ngụy trang với cái tình thương để mà nó chạy ra, đó, cho nên đó là mình phải thấy được, mình thôi bây giờ người thân của mình mà bệnh hoạn mình cũng lo, nhưng mà mình nhắc nhở họ thôi, bây giờ là bệnh rồi đó, ráng uống thuốc nha, ráng uống thuốc đầy đủ, ráng nghe lời bác sĩ, uống thuốc rồi thuốc này thuốc khác gì đó, uống cho đúng liều, rồi ráng ăn uống rồi cho nó đầy đủ, ráng tịnh dưỡng rồi kia nọ gì đó đó đó, mình nhắc nhở thôi. Thế còn bây giờ ngồi trời ơi tội nghiệp nó quá, buồn rầu khóc toáng không ít gì hết. Đó, thành ra mình lo rồi mình cũng nhắc nhở mình, bây giờ mình cũng ráng nha, ráng phòng bị, mình cũng ráng gìn giữ sức khỏe, rồi mình phải lo cho mình, thấy không? Thế còn bây giờ mình cái tình thương nào, quý vị thấy rằng á, cái khi mà quý vị bẻ cái cọng sen đó, quý vị bẻ cọng sen, mặc dù cái khi mà mình bẻ cái thân của cái cọng sen nó rời ra rồi, nhưng mà cái sợi tơ đó, cái tờ sợi tơ đó, nó cũng còn dính với nhau. Bây giờ mình biết là mình ráng mình lo tu tập, mình nỗ lực mình tu cho chính mình, nhưng mà sao cái ái luyến, cái tình thương ấy, nó cũng còn vướng bận. Mặc dù là nhiều khi á mình là người xuất gia rồi, nhưng mà bây giờ mình nghe tin mà cha mẹ mình bệnh hoạn nè, anh chị em mình ở gia đình mình bệnh hoạn thì cũng phải xao động chứ, thấy không? Mình đâu phải là thánh A La Hán đâu mà cái tâm mình nó quân bình bất động, nhưng mà cái quan sát cái dao động của mình, hồi đó đó mình mà nghe vậy là mình quăng hết, bỏ hết công việc để mình chạy về để mình lo rồi. Nhưng mà bây giờ mình nghe mình cũng bị chấn động đó, mình cũng buồn rầu, mình cũng lo, nhưng mà điều cái mình biết bây giờ mình giúp đỡ, mình hỗ trợ, chứ còn mình không thể mình gánh vác được, ha. Mình biết để mình phải làm những cái gì để hỗ trợ, để giúp đỡ, đó là cái điều mà mình thức tỉnh rồi đó, chứ còn không phải là mình chặt cái bụp mà đứt liền được đâu. Cái luyến ái, cái tình thương á nó còn vướng mắc, và chính vì cái luyến ái, cái tình thương này nè mà mình còn trôi nổi, còn trôi lăn ở trong cái thế gian này. Nhưng mà mình thấy là bây giờ á, mặc dù cái luyến ái, cái dính mắc, cái tình thương này nó còn á, nhưng mà nó đã cũng đã giảm được phần nào rồi, thì đó chính là cái thước đo cái sự tu tập của mình á, cái mức độ, cái sự tiến bộ của cái sự thực hành, cái sự học hỏi, cái kinh nghiệm tu tập của mình. Chứ đâu phải mà mình biết giáo pháp rồi mình buông bỏ, mình xa lìa, chặt một phát là nó đứt liền đâu, thấy không? Đó, nó phải đi từng bước, từ từ. Nhưng mà biết bây giờ á, hồi đó đó là mình nghe người thân của mình rồi là bắt đầu là cái tâm mình nó dao động, bấn loạn. Mình chạy về, phải lo thế này, phải lo thế kia, thấy không? Nhưng mà bây giờ mình biết cái tâm mình nó cũng dao động đó,
nó cũng lo lắng đó. À, nhưng mà cái mức độ của nó cũng giảm thiểu rồi, để mình mới thấy được cái mức độ tu tập của mình. À, đó, thành ra đó cứ từng bước từ từ, nhưng mà mình sẽ cố gắng qua cái học hỏi, qua cái sự kinh nghiệm, sự thực hành, thì mỗi ngày mình vượt thoát đi những cái luyến ái, cái dính mắc, cái sợi dây mà trói buộc mình với những người thân của mình. Thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu tập đó, thì đó để mình thấy rằng cái sự tiến bộ của cái vấn đề mà học pháp, hành pháp của chính bản thân mình, để chúng ta cố gắng nỗ lực nhiều hơn, để từng bước để mình thoát khỏi cái sự trói buộc, thoát khỏi cái mãnh lực của tham, của luyến ái, của phiền não. Thì cũng xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Của cô Hồng Mai vậy, quên. Dạ, con kính tri ân sư đã giải đáp cái thắc mắc của con ạ. Dạ, qua lời dạy của sư thì con sẽ cố gắng học pháp và hành pháp để mà phát triển và hiểu biết về các căn. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, sa thú. Dạ, con rất là con kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi của Hồng Mai. Nhưng mà trong cái câu hỏi mà Hồng Mai hỏi mà sư trả lời thì con lại thấy thấm thía nhiều nhiều hơn ạ. Hồng Mai hỏi là làm cách nào để cân bằng năm cái căn năm quyền, nhưng mà qua cái lời giải thích của sư thì con rất là thấm thía. Dạ, đúng là chúng con còn năng yếu, mình chưa mình thấy cái cảnh khổ đó, nhưng mà mình chưa có thấm được, mình chỉ có chỉ bên ngoài thôi, chứ còn tận sâu thẳm trong cái tâm mình thì mình chưa có thấm được. Dạ, chúng con cũng biết là mình phải từng bước vì mình còn phàm. Mình cũng cởi bỏ bớt cái tình thương, cách trách nhiệm và cái bổn phận. Dạ, con cũng rất là kính tri ân sư. Dạ, bây giờ xin mời quý vị giơ bàn tay của mình lên để hỏi sư Pháp Thanh ạ. Dạ, con thưa sư, trong khi chờ bàn tay của quý vị trong đạo tràng, con xin có một cái ý kiến như thế này thưa sư. Dạ, trong thời gian vừa qua thưa sư, gia đình con cũng có việc, con cũng có người nhà đang cấp cứu thưa sư, ở trong bệnh viện vì Covid. Thì có rất là nhiều người thì họ gửi đến những vị động viên, rồi trong đó có những người thì họ nói con là phải nói với cái người mà đang nằm trong bệnh viện là phải tụng niệm mà suốt về cái câu là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cũng có người thì nói mình là nói với con là nhắn cái người đó phải niệm cái pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Con những cái này là cái gì? Nhưng mà họ nói là tốt lắm, sẽ giải cứu trong cái giai đoạn mà nguy cấp này. Thì khi mà con tra ở trên Google thì con thấy đó là cái pháp luân công. Nhưng bản thân con thì con muốn người nhà của con đó là niệm cái ân đức Phật, nhưng bản thân người nhà con thì lại không biết gì về Phật giáo Nam truyền, thì con rất là phân vân, mình không biết mình nên khuyên giải như thế nào, cả cái người nằm trong bệnh viện cũng như cái người mà ở nhà, để cho họ có một cái niềm tin giống như bây giờ mình đã bị lên ngoài biển rồi, thì mình cứ quơ được cái gì, mình quơ ngọn cỏ hay là cọng cây hay là cái gì đó, thì con cũng rất là băn khoăn. Vì con biết mình nếu mà mình làm như vậy là rất là tà tín, là mình bị phạm giới, nhưng mà con rất là băn khoăn, con không biết nên như thế nào. Dạ, con kính thỉnh sư giúp con trong những lời, cho con những lời khuyên là con phải làm sao đối với người nhà của con ạ. Dạ, con kính thỉnh sư, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Giá.
Nam mô Sangaya. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. À, cảm ơn Thiện Vũ đã cho biết tín hiệu. Thật sự ra đó, mình muốn dẫn dắt một cái người nào mà theo cái chánh tín nó rất là khó. Thấy không? Thì những cái người bệnh đó, đang cái lúc này đó, thì cái thân nó đã bị khổ đau, bị hành hạ bởi cái sự đau đớn của bệnh tật rồi, mà thân và tâm thì nó liên hệ với nhau rất là chặt chẽ ha. À, nếu mà thân bệnh thì không có làm sao mà cái tâm mà nó an ổn, nó quân bình được. À, cho nên á, là cái lời nhắc nhở của mình á, là do cái trong cái đời sống những cái người này họ có cái thói quen tu tập hay chưa. À, có những người mà họ quen niệm một cái gì đó, một cái đề mục nào đó. À, ví dụ trường hợp bây giờ á, đâu có ai mà hiểu biết được cái hồng danh, 10 cái hồng danh cao quý của Đức Phật đâu. Thấy không? Mà họ quen niệm A Di Đà, niệm Quan Thế Âm gì đó. Thì thôi bây giờ là ngay cái giây phút này á, là họ có được một cái phao, một cái điểm tựa, một cái gì đó để họ bám níu, để cho họ bớt bấn loạn, bớt khổ sở, bớt hoang mang dao động, bớt cái sự kinh hãi. Thì bây giờ mình nhắc họ bây giờ á, là bình thường á, là hay niệm về cái gì, thì bây giờ niệm cái đó đi. Đó. Chứ còn bây giờ biểu họ niệm Bút thô, A-ra-hằng, nếu mà người này đã hiểu biết Phật Pháp rồi, đã từng quy tâm bảo rồi, thì họ mới niệm được. Còn hồi đó giờ họ cứ quen niệm A-di-đà-phật, Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn gì đó. Mà bây giờ biểu họ niệm Bút thô, A-ra-hằng là họ niệm có được. Bởi vì cái thân họ đang khổ đau, cho nên cái tâm của họ bị dao động, bấn loạn, khổ sở. Thì bây giờ đó, chụp được cái gì thì ráng gìn, dán bám níu vào cái đó. Giống như bây giờ cái người này họ đang sắp sửa là chìm rồi. Nếu bây giờ mà còn lựa phải lựa cái phao cho nó chắc nữa, thì sao mà lựa được? Thì kệ chuối hay là cái thùng nhựa hay là cái miếng gỗ hay là cái nấm cỏ hay là cái gì đó, miễn có cái để mà họ bám níu được, họ bám vào cái đó trước cái đã, rồi mai mốt là tính. Chứ còn bây giờ mà họ quen niệm cái kia rồi, bây giờ biểu họ cái khúc chuối cái đồ đó nó không có chắc. Kiếm cái phao á, bám vô. Thì nội mà kiếm được cái phao là chắc họ chìm nghiễm rồi. Thấy không? Cho nên là bây giờ mình trong cái mình biết cái người này á, thường thường là họ hay đi theo bên Bắc Truyền. Họ thường là niệm A Di Đà, họ niệm Quan Thế Âm gì đó. Rồi nói mình nhắc họ nó giờ rồi. Bình thường niệm cái gì giờ ráng niệm cái đó để cho cái tâm nó an ổn cái đã. Đó rồi đó, chừng nào mà họ khỏe lại ấy là mình đi mới dẫn dắt nó. Còn bây giờ mà cứ ở đó mà đòi hỏi mà lựa kém chọn đó, bây giờ đói bụng quá rồi, kệ mồ, nó có cái gì cũng ăn cũng được, khoai lang, khoai mì, trái bắp, củ khoai đó, tức là mình ăn cho nó đỡ đói cái đã. Chứ đừng nói bây giờ
chờ đi, tao nấu cơm rồi tao rang rồi đem cho ăn, chắc nó chết rồi, thấy không? Thành ra những cái điều nào mà khẩn cấp, cần thiết, làm được mình làm liền. Đó, rồi từ từ rồi nãy, thấy không? Giống như ngày Hòa Thượng ngày đó, cái lúc mà mình khát nước á, bây giờ mình khát nước quá rồi, mình gặp nước thì gì mình cũng uống á, nước mương, nước ruộng, nước dưới sông rồi gì á, mình uống cho nó đỡ qua cái cơn khát cái đã. À, nhưng mà sau đó rồi đó thì mình sẽ tìm hiểu cái nguồn nước nó trong sạch, cái nguồn nước tốt đẹp để không có sự tai hại mình uống, đúng không? Còn lúc mà chết khát quá rồi mà bây giờ còn ở nó mà chờ sao chờ được, thì hồi lúc mà sư đi học á, gọi là học cái cổ văn, tức là mình học những cái bài đó để mà mình hiểu biết thì có cái câu chuyện á, là cái con cá cái con cá mà cái gì biết là thường thường mà cái cá hay mà nó vượt để nó trở về sông á, cái mùa mưa đó, thì con cá dưới sông nó lên ruộng để nó sanh sản, nhưng mà tới cái mùa mà nước cạn rồi đó thì con cá nó từ ở dưới ruộng đó, là đi trở về dưới sông thì con cá này đó, nó từ ở ruộng nó mới nhảy lên, nhưng mà chẳng may á nó bị lọt ở trong cái hố. Thì có cái người này á, đi xe, ông quan này ông đi xe ngựa, ông đi ngang qua thì con cá nó mới kêu cứu nó kêu cứu, nó nói là ông ơi ông làm ơn giúp tôi ra khỏi thoát khỏi cái hố này để tôi trở về dưới sông. Thì ông quan này ông nói chứ bây giờ mày nằm đó mày chờ tao đi, để tao đi lên kinh thành tao mượn cái bát vàng rồi tao đi tới cái sông đó đó, tao múc nước trong rồi tao về đây tao bỏ mày vô cái bát vàng đó, tao bưng tao đem ra ngoài sông tao thả mày. Thì con cá nói chứ chờ ông mà đi lên kinh thành ông kiếm cái bát vàng rồi ông múc nước trong á thì ông về đây ông thấy tôi nằm ở ngoài cái hàng cá khô rồi ha. Thành ra có những lúc á, những việc mà khẩn cấp cần làm mình giải quyết liền rồi cái chuyện mình mấy sao bây giờ á, cái người này trong cái thời gian bình thường á họ hay niệm về cái gì thì bây giờ mình nhắc nhở họ niệm vô cái đó. Cái điều quan trọng là cái sự chánh niệm tỉnh giác để cái tâm nó an ổn, nó quân bình. Còn tất cả các cái đề mục chỉ là đề mục. Thành ra các ngài thiền sư nói không có đề mục tốt mà không có đề mục xấu, tất cả đề mục là đề mục. Đó, bây giờ cái điều quan trọng là để cho cái tâm người này an ổn, quân bình trở lại được. Nhưng mà khi mà chúng ta niệm cái hồng danh A-ra-hàng hay Bú Thô là gì? Là để chúng ta tạo trữ cái thường cận y duyên tốt đẹp để chúng ta gặp được chánh pháp. Thấy không? Chứ còn mình niệm A-di-đà là Quan Thế Âm á, là những cái đề mục này á, là nó không có thật. Vậy thôi. Chứ còn bây giờ á, mình niệm cái gì cũng được, trắng, xanh, vàng, cái gì cũng được, đất, nước, lửa, gió gì cũng được. Nhưng mà cái đó là cái đối tượng, để cái tâm mình nó bám níu, nó an trú trên đối tượng để nó mà an ổn. Thành ra trong cái trường hợp khẩn cấp mình niệm đề mục nào cũng được hết, cho nó an ổn cái đã đi. Giờ khát nước mà, kệ mồ nó, nước ruộng, nước sông, nước rạch gì đó mình uống, chứ đừng có chờ, đừng chờ đi kiếm, đừng kiếm chờ kiếm nước mưa, đừng có chờ đi chạy mua nước khoáng về uống, đừng có chờ lên tới
ấy, rồi ra xuống Vĩnh Hảo rồi mua lấy nước xuống Vĩnh Hảo uống cho tốt là chết khác rồi. Thành ra giờ kệ, trong cái trường hợp khẩn cấp thì cái nào cũng được, để cái tâm nó quân bình, nó an ổn, nó có cái điểm tựa, nó nương cái đã. Rồi sau khi mà ấy rồi đó thì mình mới lựa chọn, thấy không? Thành ra mình phải biết à, trong cái trường hợp khẩn cấp thì mình nên làm cái gì để cái tâm nó được an ổn quân bình. Rồi trong cái trường hợp khác ấy, thì mình phải lựa chọn những cái đề mục nó chân chánh tốt đẹp để chúng ta tạo trữ cái thường cận y duyên trong những kiếp sống tương lai. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xin mời bàn tay của quý vị ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con đã thông suốt qua cái lời giải thích của sư. Dạ, con cũng đã thông suốt và cái tâm con nó cũng bình an hơn. Tại vì khi mà con nghe mọi người từ nhiều phía nói góp ý cho con thì con rất là băn khoăn, vì mình làm như vậy là mình, con cứ nghĩ là mình bị tà tín, rồi là mình bị giới cấm thủ, rồi đủ thứ hết. Chính những cái lời đó cũng làm cho con những cái lúc đó con cũng cái tâm con nó cũng bị xáo động rất là nhiều. Nhưng bây giờ qua cái lời giải thích của sư thì con đã bình an hơn, thưa sư. Đã, con kính tri ân sư. Dạ, bây giờ em xin mời bàn tay của quý vị trong đạo tràng. Dạ, em kính mời chị Nhật Huỳnh, em kính mời chị Metta. Dạ, kính mời quý vị ạ. Em kính mời chị Kim. Dạ, em kính mời thân mời Giang Nhật Hà, thân mời Tina. Dạ, xin mời quý vị trong đạo tràng. Bây giờ là đúng 6 giờ, còn 30 phút nữa thì chúng ta sẽ hết cái bài ngày hôm nay ạ. Xin mời bàn tay. Dạ, em kính mời chị Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú chị ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà, quý cô phụ nữ. Nhật Huỳnh kính lễ cô tu nữ tại gia. Dạ, con thành kính lãnh lễ đại đức tại đức. Nhật Huỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Huỳnh thấy Kim Nhung mời mà không có vị nào đưa tay nên Nhật Huỳnh đưa tay đỡ mất chút xíu. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh dùng tạm tịch nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu Bạch Sư. Dạ. Dạ, dạ, trong khi chờ đợi con xin sư dùng nước, con xin hỏi một câu là con nhìn bây giờ cái cảnh hiện tại ở Mỹ này thì con không có thấy được nhiều, nhưng mà ở Việt Nam mặc dù ở xa nhưng lại con thấy được nhiều. Thì khi mình nhìn thấy cái cảnh khổ hiện tại này thì trong cái thân tâm con nó có hai cái, nó có hai cái nó làm cho con rất là phân vân. Một lúc á thì con suy nghĩ bây giờ, và cũng có cũng khi con nhận được những cái dòng VM của nhiều vị gửi cho con thì con nghĩ rằng bây giờ thì người ta đang chịu, nhưng mình và người thân mình sắp chịu. Rồi có lúc đó, thì con lại nghĩ, con nhớ là cái lúc mà con nghĩ như vậy thì con nhớ có lúc con vô cái room này, bây giờ cái vị đó không còn vô room nữa. Thì con cái lúc đó thì chưa có cảnh khổ mà như bây giờ. Nhưng mà không biết làm sao trong đầu con lúc nào con cũng thấy làm gì cũng khổ hết. Dạ. Lúc đó con mới biết đạo thôi, nhưng mà con nhìn thấy gì cũng khổ. Con từng chia sẻ là thấy làm mẹ, làm con cũng khổ nha, trước mắt làm con trước, làm con cũng khổ nè, rồi làm vợ cũng khổ nè, rồi làm mẹ cũng khổ nè, rồi làm bà cũng khổ nè, rồi nhìn thấy đứa cháu thấy nó cũng khổ nè. Thì con thấy làm chồng cũng khổ, có những cảnh thì chồng rất là khổ với vợ, rồi có những cảnh mẹ vợ rất là khổ với chồng.
là con nói trong gia đình con thôi, chứ con không chưa có nhìn tới người ngoài. Tại vì người ngoài nhiều khi mình không có thấy rõ được, nhưng mà ở trong gia đình mình, con cháu mình, dâu rể mình thấy rất là rõ. Thì con thấy sao cái điều nào cũng khổ hết, làm gì cũng khổ hết đó. Thì có cái vị đó, đó nói với con, nói trên room này nói, người ta vui sướng muốn chết luôn mà cứ nói khổ 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 là sao. Nhưng mà lúc nãy con nghe sư nói đời bây giờ coi như là cảnh khổ, nhất là thiên tai bệnh tật đủ thứ chuyện là khổ. Thì trong hai cái suy nghĩ của con, sư chỉ giùm con phải suy nghĩ như thế nào để đúng như lời Phật dạy, để tâm mình được an ổn. Một là nhìn mình nhìn thấy cảnh người ta đang khổ, bị thế này thế kia thế nọ, thậm chí có cảnh là hiện tại có những chỗ thì được cứu trợ, đồ ăn thức uống rất là nhiều, rất là đầy đủ luôn, mà còn thậm chí còn dư giả nữa. Nhưng cũng có những chỗ là từ đầu dịch tới giờ không có ai cứu trợ hết, thậm chí thấy là vợ chồng và hai đứa con chỉ có nấu mì gói mực nồi vậy đó, rồi cắt mấy miếng bắp cải bỏ vô rồi thành một nồi cơm ăn cả ngày, hoặc là nấu cháo trắng ăn với nước mắm khô quẹt vậy thôi, không ai cứu trợ hết. Thì con nhìn cảnh này con nói ồ, thì ra khi mà dịch bệnh như vậy thì mình thấy được một nơi mặc dù dịch bệnh nhưng mà người ta cũng có được hưởng cái quả lúc nào người ta đã tạo, thì nó thiếu thốn như vậy. Thì câu hỏi của con bạch sư, con phải nhìn như thế nào, phải suy nghĩ như thế nào để cho cái tâm mình được yên ổn và mình tu tập để có thể mình thoát ra cái cảnh khổ ngay hiện tại này đã, khoan nói chuyện đến tương lai. Đầu mình nhìn cảnh đó mà mình không phải thấy khổ nhiều đó bạch sư. Con kính nhân bích đến sư chỉ dạy dùm cho con. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Tham Mai giá. Nam mô Sằng Khai giá. Bây giờ như hôm qua có một cái chủ Phật tử hỏi, nói là người ta nói đạo Phật mình tối ngày cứ nhìn vô cái khổ 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 là bi quan, có phải vậy không? Thì sự thật ra đó, cái khổ này là nó luôn luôn nó hiện hiện với tất cả chúng sanh ở trong tam giới này. Từ cái loài bàn xanh cho đến nhân loại, cho đến chư thiên, cho đến cả phạm thiên. Nhưng mà khổ ít là khổ nhiều thôi, tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh. Chứ tất cả chúng sanh, Đức Phật nói rồi, tất cả chúng sanh còn ở trong tam giới này là còn khổ. Nhưng mà những cái chúng sanh á, mà gọi là trong cảnh khổ á, thì cái khổ đau nó sâu dày, nó nặng nề. Còn chúng sanh nhân loại á, thì nó đỡ một chút. Chúng sanh chư thiên thì nó đỡ một chút. Chúng sanh ở cõi phạm thiên nữa nó đỡ. Nhưng mà tất cả đều phải chịu cái quy luật vô thường. Mãi vô thường khổ. Những cái vị chư thiên cũng phải chịu cái định luật là biến đổi rồi cũng chết. Các vị phạm thiên cũng vậy thôi. Nhưng mà cái tuổi thọ nó cao hơn, cái phước người ta nó nhiều hơn, thành ra cái sự an lạc người ta nó nhiều chút, chứ cũng hết tuổi thọ cũng vẫn chết như thường, thấy không? Thành ra đó mình thấy cái này á,
cái khổ không của riêng ai. Nhưng mà có những người đó nhìn thẳng vào cái sự thật để rồi mình chuẩn bị, thấy không? Mình nói đơn giản đi, bây giờ á mình biết cái bệnh này là không phải riêng ai, không phải là mấy ông bác sĩ mà mấy ông tiến sĩ ở trong trường y, những cái người mà dược sĩ dược sư rồi đó, mà họ không bệnh, họ cũng vẫn bệnh như thường, họ cũng vẫn chết như thường đó. Thành ra để mình ý thức được, mình chuẩn bị trước cái khổ, chuẩn bị trước cái chết, chứ không phải là mình bi quan, mà mình có cái sự trí tuệ để mình thấy được, mình chuẩn bị cho cái đó, thấy không? Đó, chứ không phải là mình bi quan. Cái người mà bây giờ là họ né tránh, họ tìm cách họ trốn chạy, nhưng mà rồi họ có khỏi khổ không, có khỏi chết không? Thì khi mà cái chết đến là họ còn càng sợ nữa. Bị sao? Bị vì họ muốn khỏa lấp, muốn che đậy cái thực tế, họ né tránh cái sự khổ đau, họ tránh né cái chết, họ không dám đối diện, thấy không? Họ lấy những cái hưởng thụ dục lạc của thế gian để họ che đậy cái sự thay đổi, cái khổ đau, cái chết này. Nhưng mà làm sao? Rồi khổ đau cũng đến, rồi cái chết cũng đến. Đó, nhưng mà khi mà họ đối diện với cái thực tế đó, lúc đó là cái gì? Cái tâm phiền não, cái tâm sợ hãi, cái tâm dao động, cái tâm dính mắc còn tai hại hơn là cái người dám đối diện với thực tế để chuẩn bị. Thấy không? Thì quý vị học trong Đức Phật dạy, trong Pháp Cú Kinh đó, người điên mà biết mình điên, kẻ ấy là hiền trí nhân. Người điên mà tưởng mình khôn, kẻ ấy quả thật tâm hồn loạn si. Thấy không? Tất cả chúng sanh phàm nhân còn trong thế gian này là cái người bệnh, ai cũng có bệnh hết á. Đức Phật nói mà người nào cứ nghĩ là trong một phút mà mình không có bệnh tật gì hết á, tại người đó là người điên. Tại vì á, cái bệnh tật này nó dày dò trong từng sát na. Nhưng mà con người mình á, chừng nào mà đau mà hoài chịu nổi á, mới nói là mình đau, mình bệnh. Chứ còn mà nó thay đổi, nó xâm nó diệt, nó biến chuyển á, nó cái đau mà nó còn vi tế á, thì mình tưởng không, mình bệnh, mình khỏe, mình mạnh thôi, mình có bệnh gì đó, thấy không? Đó, cái con virus, con vi trùng nó đang tàn phá ở trong gan trong rồi cái kia đó, nhưng mà cái triệu chứng nó chưa có nặng, nó chưa có độc bộc phát rồi thì nói có, trời ơi túi còn mạnh lắm, túi còn vững vàng, con tốt lắm, không sao hết. Nhưng mà cái ngôi nhà con mối rồi nó đang tàn phá, nó đang đục rỗng, nhưng mà bên ngoài thì nó còn liền lạc, mình tưởng nó cái ngôi nhà nó chắc lắm. Tới chừng một cơn gió mạnh thoảng qua cái nhà sập cái ầm, tới lúc đó nó chết rồi, cái nhà nó nát hết rồi, thì lúc đó là thấy không? Thành ra mình phải thấy bây giờ cái thân này luôn luôn là nó bệnh, mình phải ráng mình chuẩn bị thuốc nào để mà mình giảm thiểu được cái bệnh đau thì mình phải chuẩn bị, không? Hả? Thành ra khi mà mình chuẩn bị như vậy đó, là mình có cái tư thế sẵn sàng đối diện với thực tế,
chứ không phải mình bi quan. Bây giờ mình biết cái bệnh của mình à, bây giờ bị đau bao tử, bị đau thận, đau gan, đau gì đó mình biết. À, bây giờ những cái phương thuốc nào nó phù hợp, thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, những cái phương thuốc nào nó phù hợp để mà trị cái cơn bệnh của mình thì mình chuẩn bị mình tìm kiếm để mình uống. Khi chứ không phải đợi tới chừng mà đau mà quằn quại mà rên la này kia nọ mới lo uống thuốc. Thành ra ta nói mình á, phòng xa phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình biết cái bệnh của mình là bị áp huyết nó không có bình thường, có nhiều khi nó tăng, có nhiều khi nó giảm, ăn những cái vật thực nào mà vô mà nó làm tăng lên, ăn những cái vật thực nào mà làm cho nó giảm thì mình tránh những vật thực đó, hiểu không? Thành ra ta mời mình ăn những cái món đó mình biết ăn vô là nó nguy hiểm áp huyết nó tăng mình từ chối mình ăn cái ta nói trời vậy mà sợ chết không dám ăn tôi ăn đại chừng nào chết. Những người đó liều mạng, mình hơn thua họ làm gì, thấy không? Họ không sợ chết, kệ nó, thỏa mãn cái khẩu vị ăn rồi chết cũng thành con ma no. Còn mình á, mình sợ mình không dám ăn á, mà rồi mai mốt mình cũng chết nữa, mình thành ra cái con ma đói. Không phải, không có, đừng có nghe lời nói tầm bậy, đừng ăn vô rồi nguy hiểm, thấy không? Bây giờ mình cứ sống theo mình thấy những cái phương pháp nào, những cái cách thức nào thực hành để nó đem đến cái tốt đẹp mình theo, chứ đừng có theo cái miệng thế gian. Đó, cho nên là cái vấn đề mà thế gian họ tán thán hoặc là bài xích, họ chê trách gì đó là cái quyền của họ. Còn mình dùng với trí tuệ, mình thấy thực hành những cái điều này đem đến cái lợi ích tốt đẹp thì mình cố gắng mình thực hành đúng theo cái đường lối đó. Không? Còn ở thế gian họ nhận định, họ nói là theo cái tưởng, cái sở tri kiến của họ, họ chấp thủ vô cái hiểu biết của họ. Những ai mà không giống họ là cái người đó là sai. Nhưng mà có nhiều khi họ đâu biết họ sai đâu. Đó, thành ra mình nên dùng trí tuệ theo lời Đức Phật dạy, suy xét cái đi đúng cái đường lối chân chánh, đi đúng trên cái con đường chân lý là điều quan trọng. Còn cái vấn đề mà người ta chê trách quỷ bán là cái chủ quyền của người ta. Mình vẫn dẫn bước theo cái trí tuệ của mình nó dẫn dắt, đừng có bị sao động bởi cái lời mà chê trách này kia của nọ của thế gian. Thầy xin giải thích cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sang Khai. Dạ. Dạ, một lần nữa con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, con có xin một câu hỏi này. Dạ. Dạ, thường là người ta nghĩ về nghiệp báo nhiều hơn là duyên báo, nhưng mà trong cái quá trình mà bệnh dịch này thì con mới thấm thía cái duyên báo, thưa sư. Như trong gia đình con, nhờ có cái sự phong tỏa này mà con gái con thì nó có thời gian rảnh mà nó tìm hiểu thêm về Phật Pháp, và từ đó nó ngộ ra là trong cái những cái mà cái sự đau khổ hoặc có những cái bất tội nguyện mà xảy ra thì luôn luôn là có một bài học cho mình, và từ đó nó rút ra kinh nghiệm và nó cái tinh thần của nó thì càng ngày càng phát triển hơn và nó bình tâm hơn khi mà đối diện với những cái bất tội nguyện, và qua đó thì nó rút ra được bài học rất là nhiều, và con cũng rất là ngạc nhiên về vấn đề đó.
Và khi mà biết là duyên báo là những cái hoàn cảnh của mỗi người sinh ra ở đất nước nào, ở trong một gia đình nào, và có mối quan hệ với bất cứ ai, dù tốt hay là xấu, và con cảm nhận được là đứa con gái của con đã hiểu về vấn đề đó, và từ đó thì cái tâm nó cởi mở hơn. Và qua những cái kinh nghiệm của cái gia đình của con đó, thì con cảm thấy là trong thiên nhiên nó rất là kỳ lạ. Trong cái nó đàn thật ra thì nó vốn nó rất là hoàn hảo. Và trong những cái khó khăn của mình đó, thì mình thấy được cái tốt trong cái bài học mà người ta hoặc là những hoàn cảnh nó đem đến cho mình. Vậy thì cái duyên báo nó thật sự là rất là hay, phải không thưa sư? Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Cai Giá. Thì trong cái đời sống ấy, người ta cứ muốn mọi việc nó diễn ra theo cái ý của mình. Mà nếu mà cái gì mà trong cái hoàn cảnh mà nó không diễn ra đúng theo cái ý mình ấy, thì người ta không có chịu. Không, cái người mà mới vừa mà gieo xạ giống thì mong cầu trời mưa đặng cho họ đỡ bơm nước, họ đỡ tưới. Không, nhưng mà cái anh mà mới vừa cắt lúa, gặt lúa xong á thì cầu mong là trời nắng đặng phơi lúa. Cái anh mà mong mà trời nắng đang phơi lúa mà trời mưa là anh chịu. Mà cái anh mà mới vừa cấy hái, mới vừa ấy xuống mà trời nắng là anh sợ lúa chết anh chịu. Thấy không? Thành ra đó, người ta nói sao? Ông trời còn ở không vừa lòng người mà. Họ cứ muốn theo cái hoàn cảnh, cái điều kiện của họ không à. Hả? Thành ra đó, mình sống thuận pháp tùy pháp là cái điều tốt đẹp. Bây giờ bình thường á là mình phải đi làm quần quật, không có thời gian nghỉ, không có thời gian học, không có thời gian đọc kinh xem sách, không có thời gian hành thiền. Rồi khi mà cái điều kiện bệnh hoạn cách ly rồi này kia nọ đó nó diễn ra, thì bây giờ á nó cho mình cái cơ hội đó, giống như cô nói là cái duyên nó tới đó. Mặc dù cái này á là nó nghịch cảnh, nhưng mà nó bắt buộc mình ở trong cái điều kiện đó. Thấy không? Thì thôi, bây giờ á, hồi đó là mình cầu mong có thời gian nghỉ để mình học kinh, học pháp, mình hành thiền, nhưng mà không có. Bây giờ á, cái điều kiện nó có thì bây giờ mình phải lợi dụng cái hoàn cảnh này để mình dung bồi cái lợi ích. Hồi kia đó thì mình đi làm để có tiền bạc, để có cái đời sống được tốt đẹp. Mình muốn tu tập nhưng mà không có điều kiện. Bây giờ nó có điều kiện, là mình lại ở nhà mình buồn chán, mình cứ muốn đi làm luôn. Thấy không? Thành ra cái tâm của mình nó cứ vọng động, nó chạy theo cái này, đứng núi này trong núi nọ. Hồi mà đi làm hoài á, trong đó có ngày nghỉ, thấy không? Mà tới chừng mà được nghỉ rồi bắt đầu nó muốn đi làm. Thành ra mình phải sửa đổi cái tâm mình á để thích hợp với hoàn cảnh, chấp nhận cái hoàn cảnh hiện có và mình ứng xử, mình hòa nhập với cái điều kiện thực tế. Bây giờ cái thời gian mình đi làm thì phải đi làm, còn cái thời gian này á mình được dịp mình nghỉ thì mình phải tranh thủ mình học kinh, học pháp, mình hành thiền. Thì cái sống trong cái điều kiện hoàn cảnh nào mình thích ứng
hợp, và mình tận dụng cái giây phút hiện tại để mình đem đến lợi ích tốt nhất, tốt đẹp nhất, là cái điều kiện tốt trong cái đời sống. Nếu mình đừng có đòi hỏi thế này thế khác thì mình sẽ khổ đau. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ biểu hoàn cảnh điều kiện phải diễn ra như ý mình, mà mình sẽ sửa đổi cái tâm của mình thuận theo cái điều kiện. Chúng ta làm những cái công việc phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh thì nó sẽ đem đến lợi ích tốt đẹp, an ổn. Và bây giờ thấy thời gian cũng sắp sửa hết, xin mời cô Kim Nhung hoặc là cô Nhật Quỳnh gì đó sám hối rồi sư xin thay mặt chư tăng phút chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Cảm ơn tất cả quý vị, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư tôn đức pháp thể ngân an, cầu mong chư thiên quan hỷ phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời cô làm thủ tục sám hối rồi xin kết thúc buổi sinh hoạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bài học đã kết thúc. Con xin được sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe pháp ạ. Uge na wan de hang ba da bang sung varut ta mang bút thê yo khali to đô thô kha ma tu tăng ma mang ut ta mang ge na wan de hang tham manh cha du vit hang wa rang tham me yo khali to đô so tham mô kha ma tu tăng ma mang Utta mang ghe na wan de hang sang khanh cha du vit ho ta mang sang khe yo do so sang kho kama tu tăng ma mang. Dạ, để kết thúc buổi học pháp ngày hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Xin thay mặt chư tăng cùng tụng kinh phút chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Pha Qua Tu Sắp Pha Mang Ga Lăng Rắc Thanh Thư Phà Đê Vá Ta Sắp Pha Bú Tha Nú Vá Vê Nã Sơ Đà Sô Thi Pha Quanh Tu Tê Pha Qua Tu Sắp Pha Mang Ga Lăng Rắc Thanh Thư Sắp Pha Đê Vá Ta Sắp Pha Tham Ma Nú Vá Vê Nã Sơ Đà Sô Thi Pha Quanh Tu Tê Awatu sapa mangalang rakhanu sapa dewata sapa sangka nuvawe nesada sote pawandu de. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên ngộ trì đánh người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các tiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.